Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính bạch chư đại đức tăng. Kính bạch chư đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo, để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Rồi mời quý vị đọc tiếp theo sư nha. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Rồi mời quý vị đọc tiếp theo sư nha. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng, quý vị nói dạ xin vâng. Rồi quý vị đọc theo vừa rồi mình đã thọ trì tam quy ha, bây giờ mình sẽ thọ trì ngũ giới ha. Mời quý vị đọc theo xin. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sắc sanh. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trầm cấp. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chiều tiền tính sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, quý vị hãy cố gắng vẫn giữ hành theo cho được trong sạch từ đây cho đến trọn đời, chứ có nên dễ vui. Bởi vì các chúng sanh đó được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới,
các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài vật cũng nhờ dưới giới. Các chúng sanh đạt giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dưới giới, bởi các cái ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới lực trong sạch, đừng để lắm nhơ. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào buổi học chính thức đó, ngày hôm nay của lớp Kinh Trung Bộ tại chùa An Lạc, bài kinh hôm nay chúng ta sẽ đi vào, đó là bài kinh số 9 trong Kinh Trung Bộ. Cái bài kinh mà số 9 này cũng rất quan trọng, khi bị cái con số nhiều khi mình nghĩ đơn thuần chắc là cái con số đặt ngẫu nhiên, nhưng mà không đúng thưa quý vị. Cái con số này quý vị phải nên nhớ là rất là quan trọng nha. Bởi vì sao? Bởi vì may này quý vị là một người nghiên cứu và chuyên sâu về tâm đại kinh điển, quý vị phải nhớ giúp cho sư cái số thứ tự, đặc biệt Kinh Trường Bộ và Kinh Trung Bộ, cái số thứ tự từng cái bài kinh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà một người mà nghiên cứu kinh, mà sử dụng cái từ mà cho dân giả dễ hiểu gọi là chuyên nghiệp đó, thì phải nhớ. Thí dụ bài kinh số 1 trong Trường Bộ là bài kinh gì? Phải nhớ. Thí dụ bài kinh số 16 trong Trường Bộ là gì? Mình phải nhớ. Thí dụ bài kinh số 16 trong Trường Bộ đi là bài kinh Đại Bản Niết Bàn. Bài kinh số 9 ở trong bài kinh Trung Bộ là bài kinh Chánh Chi Kiến. Mình phải nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nghiên cứu chuyên nghiệp là mình theo quy ước của BTS. Thưa quý vị, quy ước BTS là quy ước của Hiệp hội Nghiên cứu Văn bản Bali. Khi mình dò có những ký tự đó, thì nó sẽ dễ cho mình trong việc nghiên cứu. Cho nên tại sao mà sư lại nhấn mạnh cái việc mà con số 9 này nè, nó không đơn thuần là mình ghi nhận là số 9 đâu, đúng không? Mà may này mình cố gắng mình học thêm cái đó nữa. Dù nghe cái bài kinh số 9 mình phải biết được đó là bài kinh Chánh Chi Kiến, để sau này mình nghiên cứu kinh tạng đó, cho nó chuyên nghiệp hơn và nó giúp mình nhiều hơn. Thì bài kinh, để sư giới thiệu sơ qua bài kinh Chánh Chi Kiến ha. Bài kinh Chánh Chi Kiến là nếu mà nói về cái sự thậm thâm vi diệu, thưa quý vị, thì đặc biệt trong Kinh Trung Bộ, Kinh Chánh Chi Kiến là một bài kinh cái mức độ mà thậm thâm vi diệu, hay gọi là mức độ khó của kinh đó. Khó ở đây gọi là mình tìm hiểu khó nè, rồi cái sự thâm sâu của giáo pháp đó. Thì bài kinh Chánh Chi Kiến trong Kinh Trung Bộ thì làm cho một những bài kinh tiêu biểu trong Kinh Trung Bộ nói riêng và trong tạng kinh nói chung, rất là quan trọng thưa quý vị. Trước khi bước vào buổi học chính thức đó, thì mời quý vị cùng nghe đoạn chánh kinh về cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ở đây tại sao sư lại nhấn mạnh cái việc mà mình nghe chánh kinh, mặc dù quý vị có thể đọc qua rồi hay là có các văn bản trước đó. Vì sao quý vị? Bởi vì cái việc mà chúng ta nghe chánh kinh trước khi buổi học rất là quan trọng, là chúng ta đang lắng tâm nghe từng lời Phật ngôn. Nghe từng lời Phật ngôn quý vị. Nghe Phật ngôn mình nghe, mình có cái sự suy tư, cái sự lắng tâm ở đó, rồi mình học và mình hành. Rồi chính vì dựa vào kết quả học và hành, thì ngay trong hiện tại và ngay trong những đời tương lai, thì mình sẽ thành tựu được giống như lời dạy của Đức Phật trong bài kinh. Và xin mời quý vị chúng ta, và chúng ta nghe cái đoạn chánh kinh ha. Mình hãy suy niệm tưởng đến cái lời Phật dạy. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, hiền giả." Các tỷ kheo ấy dâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: "Chư hiền,
chánh tri kiến, chánh tri kiến được gọi là như vậy. Chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỷ kheo sẽ thọ thi. Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân hiền giả, các tỷ kheo dân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Chư hiền, khi thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện, chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện? Chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Dạ chư hiền, thế nào là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn bất thiện. Dạ này chư hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Chư hiền, như vậy gọi là thiện. Chư hiền, thế nào là căn bổn thiện? Không tham là căn bổn thiện, không sân là căn bổn thiện, không si là căn bổn thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn thiện. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri căn bổn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bổn thiện như vậy, khi ấy, vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa nghe một đoạn trong bài kinh chánh tri kiến. Thưa quý vị, vì sao mà sư lại chỉ bỏ một đoạn thôi? Tại vì tổng bài kinh chánh tri kiến, thưa quý vị, nó khá là dài mà thời lượng lại có hạn, cho nên là chúng ta vừa nghe phần mà chúng ta sẽ thâm nhập tìm hiểu ý nghĩa trong buổi học ngày hôm nay. Như quý vị đã biết rồi đó, có lẽ sẽ có một vị số vị thắc mắc, nói là theo bài kinh này con vừa nghe qua là bài kinh này ngài Sariputta ngài thuyết chứ đâu phải Phật thuyết đâu, mà sao sư lại nói ở đây là Phật, sư lại nói ở đây là Phật ngôn. Xin thưa quý vị, sư nói là có lý do hết. Như quý vị biết rồi đó, ngài Sariputta là bậc đại đệ tử đệ nhất về trí tuệ, nhưng mà không chỉ riêng ngài Sariputta mà những vị thánh tăng a la hán khi mà truyền tải giáo pháp, thưa quý vị, thì lời nói của các bậc thánh tăng a la hán đều có ý nghĩa tương tự như là Phật dạy. Quý vị nắm rõ chưa? Đó, cho nên là dù là cái bài pháp đó là ngài Sariputta thuyết, hay là ngài Moggallana thuyết, hay là ngài Mahakacchayana thuyết, thì đó cũng được gọi là Phật ngôn, chứ không phải là mình nói ở đây là ngài Sariputta thuyết.
thì là ngài là của ngài Sinh Vương Đắc Thiết mà không phải là Phật, không phải là Phật thuyết. Cái điều này mình hỏi mình hiểu thì không đúng, tại vì trong một bài kinh Đức Phật ngài đã từng tuyên bố rồi, tuyên bố là những cái lời của ngài Sariputta hay là tương, hay là những vị thánh tăng đó như ngài Mahakacchajana hay ngài Moggallana thưa quý vị đó, hay ngài Punya đó, thì đều là dạy của Như Lai. Và cho nên là sư giải thích cho quý vị nắm rõ. Mặc dù bài kinh này là của ngài Sariputta thuyết, nhưng mà mình phải hiểu là đây cũng gọi là Phật ngôn, tức là gọi là Phật dạy. Chúng ta cùng đi vào bài kinh ha. Thưa quý vị, như bài kinh cái vế đầu á, có nói là như vậy. Như vậy tôi nghe. Thì nếu theo tâm lý bình thường mình học á, là cái từ mà gọi là như vậy tôi nghe, nếu mình nghe mình không có suy tư, mình nghĩ là chắc đơn thuần thôi, cái từ này như vậy tôi nghe chắc cũng nó không, mình không hiểu được ý nghĩa sâu xa. Tại vì quý vị mới hiểu á, là đã nói Phật ngôn á, thì từng câu từng chữ nó chứa đựng trong trọng ẩn dụ á, rất là thầm thâm vi diệu, chứ không có đơn giản là như vậy tôi nghe. Như vậy tôi nghe là mình biết là chắc có thể là mình sẽ hiểu như vậy, mình hiểu là cái thường bài kinh đó là được ngài Ananda ngài kết tập lại và được ngài giảng lại, cho nên là nói là như vậy tôi nghe, tức là ngài Ananda kể lại. Cái nghĩa, ý nghĩa đó mình hiểu cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà để hiểu sâu xa nó như vậy. Thưa quý vị, trong chú giải có nói là sao về cái sâu xa ý nghĩa mà nói mà như vậy tôi nghe là có nghĩa là sao, là tức là ngài Ananda muốn diễn đạt là cái việc mà ngài nghe pháp của Thế Tôn hay là pháp của ngài Sariputta hay là pháp của các chư thánh tăng mà ngài truyền tải lại là nó hoàn toàn đầy đủ, trọn vẹn, nó không có sai lệch đi một chút nào hết, và quan trọng là nó loại trừ yếu tố cái tôi. Ở đây trong chú giải nói là rất là hay, nói là sao, để Đức Ananda loại trừ yếu tố cái tôi của mình rằng tôi không phải là người tạo ra bài kinh và tôi cũng không làm việc ấy. Cái này rất là hay thưa quý vị, bởi vì sao, để sư ví dụ cho quý vị hiểu cái nghĩa sâu xa của cái gọi là cái từ mà tôi nghe, như vậy tôi nghe nha. Nếu mà chúng ta là phàm phu á, thường thường là sư ví như trong xóm mình đi, thì hôm đó có một đứa nhỏ nó chạy hớt ha hớt hải, nó đi nó hỏi khắp xóm, nó nói là trong xóm mình nè là có ai biết nhà bà Bảy không đó, thì cái người hàng xóm đó mình kiếm bà Bảy kêu vụ gì đó, nhà bà cuối xóm nè, bà Bảy hồi sáng bà có mua 2 tờ vé số, hoặc mà nó chỉ nói gì thôi, có nghĩa là có mua vé số chúng độc đắc đó, rồi nhà bà đâu chỉ để tới báo chúng đặc biệt. Thì đối với phàm phu mình á, thì mình nghe chúng số vậy á, cái mình hay có gọi là gọi tâm sanh sắc bổn á, thí dụ nó chỉ nói là chúng số thôi, cái mình mới đem cái chuyện đó mình mới nói nè, mình nói nó với cái bà Tám, tôi mới vừa nghe là thằng vé số nó chạy nó hỏi nhà bà Bảy á, là ở đâu để bà đó, nó mới nói tôi nè là bà trúng 5 tờ đặc biệt, rồi cũng cái bà đó nữa, rồi bà đi nói với ông Mười gì đó, nói là bà biết chuyện gì chưa, kể nghe nè, biết chuyện gì chưa, hỏi chuyện gì, thằng vé số hồi nãy kìa, nó nói là nhà bà Bảy trúng tới 10 tờ đặc biệt luôn đó. Chính vì có cái tôi trọng thư vậy, cho nên là từ người này gọi là sang chuyện khác là thêm mắm dặm muối đó, quý vị hiểu không, đó phạm phu mình đó. Đó, nhưng mà rồi khi mà câu chuyện bỏ lẽ ra, đến khi mà gặp được cái người mà chúng nói là chúng số đó, mới biết được sự thật là cái hai cái vợ chồng bà Bảy này là chỉ an ủi 2 con thôi, vì không, cho nên là cái sầm tâm sao đắc bà bản là gì. Bởi vậy quay lại cái nghĩa mà cái từ mà như vậy tôi nghe trong chú giải giải thích rất là sâu sắc. Thứ nhất là ngài Ananda ngài nói là loại trừ cái tôi đi, có nghĩa là không có bản ngã trọng, không phải là tôi là ngài Ananda, tôi nghe như vậy nè, tôi nghe tôi biết như vậy, đó không phải, mà là ngài á, bản thân ngài cũng không tạo ra những bài kinh, đúng không, và ngài cũng không thêm gọi là diễn đạt một cách hoàn hảo, thưa quý vị, không có thêm bớt những trọng gì đó, nghe như thế nào ghi nhận như vậy đó. Cho nên là cái ý nghĩa mà đầu tiên mà cái từ mà như vậy tôi nghe, mà nếu mà chúng ta đơn thuần chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu ý nghĩa sâu xa
của cái như vậy tôi nghe, mà đặc biệt là có chú giải thôi vậy. Ở đây nè, bây giờ ở đây á thì chúng ta mới hiểu được cái tầm quan trọng của chú giải. Quý vị thấy không? Từng câu Phật ngôn, từng câu từng lời nó rất cực kỳ sử dụng từ gọi là cực kỳ quan trọng. Đó. Còn nếu mình nghe hời hợt thì mình nghĩ đi đơn thuần thôi, ngài Ananda nghe ngài kể là thôi. Nhưng mà mình đã không biết có cái tính chất vô ngã trong đó. Vốn dĩ là ngài Ananda diễn đạt ngài không có cái tôi trong mà diễn đạt một cách hoàn hảo giáo pháp, và ngài cũng không có tạo bài kinh đó luôn. Đó. Ngài nghe Thích Phật thuyết thì ngài nói đây là Đức Thế Tôn thuyết, ngài nghe ngài Sariputta thuyết thì ngài nói ngài thuật lại đây đúng là ngài Sariputta thuyết, đơn thuần như vậy. Kế tiếp thì là một thời Thế Tôn ở Sawatthi, tức là thành Sáp Vệ. Chi tiết này rất quan trọng nha. Nếu mà chúng ta học Phật á, cái chi tiết này nó liên quan cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái địa điểm thường thường ở những bài kinh quý vị sẽ thắc mắc là sao? Tại sao mà có những lúc mà một thời Thế Tôn ở Sawatthi hay một thời Thế Tôn ở Trúc Lâm Tịnh Xá đó, hay một thời Thế Tôn trú ở núi Kích Chắc U Tá, tức là núi Kỳ Sầu Quật đó. Cái địa điểm này nè, nếu mà chúng ta học Phật á, chúng ta học Phật mà chúng ta không có sự chú tâm, chúng ta hời hợt thì chúng ta bỏ qua địa điểm này rất là tiếc, cực kỳ đối với sư cực kỳ tiếc. Bởi vì sao? Bí thưa quý vị như vậy nè, vừa rồi á, sư có đi hành hương về Ấn Độ. Sư kể là câu chuyện này hoàn toàn có thật, đó là trải nghiệm của sư nha, không nghe qua một ai, và sư kể hoàn toàn chân thật 100%, không thêm bớt thêm mắm dặm muối gì hết, là như vậy. Trong suốt hành trình của sư á, đi các thánh tích á, thì có hai cái nơi mà sư ấn tượng nhất, có nghĩa là cái sự ấn tượng của mỗi vị sẽ khác nhau, không giống nhau, nhưng mà riêng bản thân sư á, thì sư ấn tượng nhất hai điểm này. Thứ nhất là thánh tích Phật chuyển Pháp Luân ở Varanasi. Chuyển Pháp Luân thì sư sẽ nói sao. Thánh tích thứ hai là ở bên biên giới Nepal, nơi mà gọi là cái chỗ đó đó, nơi gọi là xuất gia cho ngài La Hầu La. Thì cái sự kiện nó xảy ra như vậy thưa quý vị, để mình biết được tại sao mình học Phật đó, mình không lưu tâm đến cái thánh tích đó. Nó rất là tiếc luôn, nó sẽ ảnh hưởng cho cái việc mình sau này rất là nhiều. Thì kể quý vị nghe, thì khi mà đoàn hành hương đó, đi đến thánh tích của ngài La Hầu La đó, ban đầu sư cũng không có chưa biết ở thánh tích này của ngài La Hầu La thôi, chứ mình cũng không có mường tượng được nhiều cái dữ kiện. Nhưng mà rồi khi mà đoàn vô tham quan gì đó, thì lúc mà người tour guide, người hướng dẫn chương trình thưa quý vị mới giới thiệu đây là cái chỗ này xuất gia ngài La Hầu La nè, thì rồi ở trên cái tháp đó, ở trên cái tháp quý vị thấy từ xa đó, đó chính là nơi bà Di Mẫu Gotami bả dâng sắp quả cho Đức Phật. Thì khi đó thưa quý vị, nơi tâm của sư á, nó mới hiện lên cái buồn. Nếu mà chính thánh tích này nè, mà là nơi Di Mẫu Gotami mà dân sắp y cho cúng dường cho Đức Phật, mà Đức Phật nói hãy cúng dường tăng đoàn, thì rõ ràng là nơi đây Đức Phật đã từng thuyết bài kinh phân biệt cúng dường, bài kinh rất là quan trọng, cũng trong kinh Trung Bộ mà mai này quý vị sẽ được học tới. Thì khi mà đền sư trong tâm sư á, là sư đã khơi gợi lên cái dữ kiện đó, là mình cảm thấy rất là xúc động rồi, rất xúc động. Tại mình hiểu là cái điểm này nè, thích Đức Phật thích bài kinh đó. Nhưng mà chưa thưa quý vị. Thì khi đó sư mới đứng mình. Thì sau đó có hai cái vị Phật tử mới lại hỏi sư ơi, cái chỗ này là chỗ nào? Tại vì hai đó bị đó đi sau thưa quý vị, đi sau đoàn đó, cho nên không có nghe kịp á. Đó. Rồi mới hỏi sư là nơi đây là nơi nào vậy? Sư mới nói là nơi đây thì cũng ngài La Hầu La, nhưng mà sư mới nói nhấn mạnh nè, sư mới nói nè, nhưng mà chú ý hai vị có chú ý cái tháp kia, cái tháp đó. Cái tháp từ xa đó. Hỏi giờ dạ cái tháp đó gì sư? Sư mới nói là cái tháp đó chính là nơi mà Di Mẫu Gotami cúng dường đi Đức Phật. Là nơi là cái đánh dấu cái sự kiện mà Đức Phật thuyết bài kinh phân biệt cúng dường ở trong kinh Trung Bộ. Thì quý vị tin không, khi mà sư nói như vậy, hai cái người đó họ nói, kia là sư vừa nói chấm dứt xong, hai người đó thì nói là sư
sau sư nói mà con nổi da gà luôn á, có nghĩa là sự kinh cảm thưa vị, sự kinh cảm đó. Mà cũng điều là quan trọng là sư nói thưa vị nha, thật sự khi mà sư nói ra lời đó mà hai cái người đó mà nói là trời sư nói ra con nổi da gà nè, tự nhiên kinh cảm của sư ơi. Thật sự bản thân sư cũng có nổi da gà nha, nhưng mà sư không dám nói ra. Quý vị biết tại sao? Tại vì bản thân sư mà sư nói ra, lỡ hai cái vị Phật tử đó cái niềm tin yếu á, không hiểu á, nói nhiều khi nói là chắc ông này thấy mình vậy chắc nó theo hùa theo mình, bị sư không dám nói ra thưa vị, nó quá tế nhị đi. Những cái vấn đề mà nó thuộc về ngoài cái tầm hiểu biết của con người mình đó, nó mà nó không khéo đó, nó dễ rơi vào tà kiến. Cho nên là thật sự khi mà nói vừa chấm dứt cái đó, hai cái vị Phật tử nó nổi da gà, mặt sư cũng nổi da gà luôn. Thế kinh cảm lắm, gà thấy nó một cái hỷ lạc ở trong người em là không diễn tả được. Thì đó nên sư im sư không nói, nhưng mà sau này sư mới nói, sau này sư gặp hai người đó sư mới nói là thật sự hôm đó sư cũng cảm giác luôn mà sư không có dám nói ra. Bởi vì khi nói ra nhiều khi lại không hiểu, nghĩ là sư cố tình sư hùa theo vậy, gieo tà kiến vậy đó, kiểu như vậy đó. Quý vị biết là sau khi mà sư nói ra như vậy, giải ra những sự kiện gì, sư mới trong lòng sư mới thầm, sư mới cảm ơn gì, cảm ơn là thời gian qua mình có sự nỗ lực, mình có sự nghiên cứu kinh điển. Chính vì cái sự nghiên cứu kinh điển như vậy đó, mình mới nắm được cái nơi nào là thánh tích, cái này nào là thánh tích, là thánh tích này nè liên quan đến bài kinh gì, quý vị hiểu không ạ? Đó, giống như là cái thánh tích mà Di Mẫu Gautami cúng dường ngay cho Đức Phật thì nó liên quan tới bài kinh Phật bị cúng dường đó, hay là tương tự sư đi đến Phật cảnh chư Pháp Luân thì lúc đó sư rất là hoan hỷ thưa mình, hoan hỷ khi mà bước chân lên cái thềm, sư mới mừng tượng à, nơi đây chính là Đức Phật thuyết bài kinh chuyển Pháp Luân. Và khi chuyển bài kinh chư Pháp Luân vừa dứt thì Ngài Côn Đa Nhá là đắc quả Dư Lưu. Rồi sau đó bài kinh kế tiếp cũng quan trọng không kém, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì cái đó khi mà mình hiểu được như vậy, thì mình hiểu địa điểm nào Đức Phật thích bài kinh nào đó, thì mình có cái sự dấu ấn gì đó tạo cho mình cái sự hỷ lạc. Mà cái sự hỷ lạc này tại sao lại sư nhấn mạnh như vậy nè, hỷ lạc này là sao? Thứ nhất là nếu quý vị có đọc kinh bài kinh Đại Bán Niết Bàn, Đức Phật có nhấn mạnh nữa, nếu mà hàng tứ chúng, tức là tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sĩ nam, cận sĩ nữ mà có đi đến những cái thánh tích, đặc biệt bốn thánh tích đó là đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn, mà đến, quý vị nghe kỹ nha, đi đến nơi đó hiểu rõ ý nghĩa của thánh tích đó và khởi cái niềm sinh hỷ lạc, thì khi mà thân hoại mạng chung á, mà ba cái yếu tố mà nãy sư nói đầu tiên rồi đó, mà mình nhớ lại những cái đó thì cái cơ hội mình sanh thiên rất là cao đó quý vị. Bởi vì tại sao mà sư nhấn mạnh như vậy, sinh mạnh cái dù địa điểm như vậy, tại khi mình đi hành hương mà mình cứ mơ mơ màng màng không biết là, tại vì thưa quý vị, mai này quý vị có đi hành hương, quý vị sẽ biết khi mà đến thánh tích đó là ở đó chỉ còn cái tàn tích ha, còn nền gạch thôi chứ không có gì chứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta học tạng kinh, chúng ta có nghiên cứu về từng địa điểm này nè, thì sẽ tạo sự ấn tượng khi mình biết mình nói, nơi đây nè, mặc dù toàn tàn tích thôi nhưng mà nơi đây Đức Phật từng thuyết bài kinh này từng diễn ra như thế này, nó diễn ra như thế nào, thì mình sự hoan hỷ đó nó làm nền tảng cho mình đó. Khi mà mình trong suốt cuộc đời mình gặp những cái tai họa, những cái nạn tai, hoặc là khi mình giờ phút mình lâm chung mình nhớ lại, thì cơ hội mình thoát khỏi khổ cảnh nó rất là cao. Đây là sư nói theo kinh điển nha, theo bài kinh Đại Bát Niết Bàn chứ không phải sư nói theo ý sư đó. Cho nên vì sao mà cái địa điểm đó, nó lại quan trọng như vậy mà mình phải ghi nhớ, chứ mình đừng có nghĩ là một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thí, một thời Sư Tôn ở Ra Chá Ga Há, tức là Thành Vương Xá, thì chỉ đơn thuần với Phật Tôn thức Phật ở đó thôi. Thì mình hiểu như vậy là nó chưa có trọn vẹn không vậy. Rồi sư sẽ phân tích tiếp ha. Một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thí, Sa Quách Thí là gì? Sa Tí Thành Xá Vệ. Thành Xá Vệ tức là thủ đô của nước Cô Xá Lá, mà người chỉ vì chính là vua Ba Xê Na Đí, tức là vua Ba Tư Nặc. Mình nắm được chưa ha? Mình nắm được rõ ha. Một lần nữa sư nhắc lại ha. Khi mà người ta hỏi là bài kinh này nè được thuyết ở thành Sa Quách Thí, tức là thành Xá Vệ, thì mình cũng phải hiểu thì khi mình nay mai này mình đi đến cái chỗ thánh tích nè, thánh tích Sa Quách Thí nè, hiểu cái chỗ này nè là thủ đô của nước Cô Xá Lá, ông vua chỉ vì là vua Ba Tư Nặc đó. Mình nắm được như vậy thôi là đã tốt rồi. Rồi kế tiếp tại Chê Tá Quán Á, tức là Kỳ Viên Tịnh Xá, hay còn gọi là Kỳ Đà Lâm. Chê Tá Quán Á là gì thưa vị? Chùa Kỳ Viên
Nếu mà mình đọc kinh á, mình biết qua chùa Kỳ Viên, mình không hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chùa Kỳ Viên này nè, nó cũng là một cái mất mát cho mình nha. Tại vì sao? Chùa Kỳ Viên thưa quý vị, xảy ra nhiều cái sự kiện rất là quan trọng, nhưng mà sư sẽ kể một sự kiện, những sự kiện này cho quý vị nắm được thôi. Mấy này mà trong đoàn chúng ta nè, trong cái đạo tràng chúng ta nè, sẽ có người đi Ấn Độ, đảm bảo quý vị sẽ đến cái thánh tích của chùa Kỳ Viên. Nhưng mà nếu quý vị đến, mà quý vị không hiểu được cái nghĩa, thì cái niềm hoan hỷ, cái hy lạc của quý vị đó, thì nó cũng nghĩa là nó không có đạt được nhiều lợi ích khi mà chứng đi hành hương quý vị. Thì Giê-xu nói thì cái nghĩa về ở chùa Kỳ Viên nó xảy ra như sự kiện gì nha. Ở chùa Kỳ Viên thì quý vị nhớ, chùa Kỳ Viên này á, là ngoài cái việc á, là của ông cấp cô đồng, là dân cúng mà trải bằng vàng đó, trải bằng vàng. Mà cái giá trị nha, cái giá trị mà sư nghiên cứu cho kinh điển nha, sư so sánh với cái hiện bây giờ á, thì quý vị mới hiểu là cái chùa này á, tổng giá trị mà ông cấp cô đồng á, với ông vua, ông hỗ trợ, ông vua Basinadi, ông hỗ trợ để xây cái chùa, thì ví như là cái chùa này trị giá bây giờ cũng phải là cỡ 10.000 tỷ thôi, mình 1 tỷ tiền mình đó. Xin ví dụ cho quý vị cho dễ hiểu. Nếu mà xin nói chùa mà vài ngàn tỷ, chắc quý vị nghĩ chắc nó hoa, không có quý vị. Quý vị nếu quý vị biết chùa Tam Chúc hay chùa Bái Đính đó, đó mấy chùa đó là 7-8 ngàn tỷ không đó. Đó cho nên là cái giá trị mà chùa Kỳ Viên á được ông cấp cô đồng. Và ông cấp cô đồng là người cúng dường, rồi ông vua Basinadi với hoàng tử Kỳ Đà, hoàng tử Chê Tá đó, cũng dường là tổng giá trị nó như vậy, để mình hiểu à. Rồi, cái sự kiện ở Kỳ Viên xảy ra những sự kiện gì quan trọng. Khi mai này quý vị đi đến Kỳ Viên á, quý vị chú ý cho sư nhất là hai cái chỗ này. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái cây Bồ Đề của ngài Ananda. Cực kỳ quan trọng, bởi vì sao? Cây Bồ Đề Ananda, cây Bồ Đề của ngài Ananda là lúc mà Thế Tôn còn hiện tiền á, thì ngài Ananda mới xin Bạch Tát Bạch là làm cái tôn, làm hình tượng Đức Phật đó. Thưa quý vị, thì Đức Thế Tôn ngài nói là khi mà Như Lai, quý vị nghe rõ nha, khi mà Như Lai còn sống á, thì không có nên làm cái hình tượng. Khi mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi thì làm tượng được. Thì nhưng mà ngài Đức Phật ngài mới nói là vậy thì á, nếu mà muốn như vậy á, thì hãy lấy cái nhánh Bồ Đề, nhánh Bồ Đề ở chỗ nơi ngài thành đạo đó, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, quý vị. Thì cái đó ngài móc Galana, ngài mới dùng thần thông, ngài mới bay đến Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi do cái sự chú nguyện của ngài đó, cho nên là cái nhánh Bồ Đề nó tự tách ra. Rồi xong ngài mới đem về và được trồng, được cái Bồ Đề của ngài Ananda được trồng ở đó, cũng với sự chứng kiến của ông cấp cô đọc và ông cô ba xin đã đi. Là ý nghĩa cái Bồ Đề là sao? Ý nghĩa cái Bồ Đề là do dân chúng ở đó và các hàng tỷ kheo có lòng thương tưởng Đức Phật, nói là mai này mà ngài nhập hạ chỗ khác mà không có ngài ở đây thì tụi con có cái Bồ Đề nè, cái Bồ Đề nè tượng trưng, cũng tượng trưng cho Đức Thế Tôn đó. Cho nên là khi mà trồng cái Bồ Đề nè, giống như là hình tượng, mặc dù Đức Thế Tôn không có đây nhưng mà cái Bồ Đề ở đây ví như Đức Thế Tôn vẫn hiện hữu ở đây đó. Cho nên là cái Bồ Đề đó là ý nghĩa quan trọng nhất nha. May này quý vị có đi, quý vị nắm được là ở Kỳ Viên Tịnh Xá đó, còn gọi là chùa Kỳ Viên. Cái thứ hai quan trọng không kém đó là gì? Đó là cái hương thất của Đức Phật. Cái hương thất nơi Đức Phật, cái hương thất này có gì đặc biệt thưa quý vị? Có, trong chú giải có ghi có bốn cái nơi mà gọi là bất di bất dịch của chư Phật ba đời. Có bốn cái nơi này nghe bất di bất dịch của chư Phật ba đời. Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là nơi Đức Phật thành đạo, tức là gọi là Bát Đại Gia bây giờ, thưa quý vị, là Đức Phật thành đạo, thì chư Phật ba đời đều thành đạo ở đó. Là cái thứ nhất quý vị nắm nha, là bất cái gì bất dịch chỗ đó, ba chỗ đó không có giờ thay đổi, chư Phật thành đạo đều thành đạo ở đó. Cái thứ hai là bất di bất dịch, chư Phật ba đời đều ở đó là gì? Đó là nơi chuyển pháp luân, nơi thánh địa chuyển pháp luân đó, là chư Phật ba đời đều chuyển pháp luân ở thánh địa đó. Cái thứ ba đó chính là cái hương thất của Đức Phật, cái hương thất của Phật ở chùa Kỳ Viên.
là cái này nè, cái hình thức phần này là cũng bất di bất dịch luôn, nó không thay đổi. À, chư Phật ba đời đều chọn, đều có cái hương thất ở ngay chủ kỳ viên. Và cái thứ tư cuối cùng đó là cái gì? Cái thứ tư cùng đó là cái nơi đó gọi là Sankhisa, tức là nơi Đức Phật sau khi thuyết tạng vi diệu pháp trở về cõi người, đó là cái nơi đó, đó đó là cái nơi mà ba đời chư Phật đều ngự tại nơi đó. Bởi vậy sư kể bốn nơi nơi này là cho quý vị để quý vị hiểu sao những cái điểm quan trọng mà ở chu kỳ viên. Đôi khi mình chúng ta đọc qua kinh điển chúng ta không hiểu được cái sự việc quan trọng. Và ở chu kỳ viên á, là nơi Đức Phật thuyết bài kinh 38 pháp hạnh phúc. Và ngoài ra có thêm hai dữ kiện nữa. Là dữ kiện gì? Là nơi xảy ra, có nghĩa là rất nhiều sự dữ kiện, nhưng mà có hai dữ kiện này rất đáng mình để mình quan tâm. Đó là sự kiện mà cái nàng Chinh Cha đổ lỗi cho Đức Phật. Nàng Chinh Cha đổ lỗi cho Đức Phật và làm có thai. Và cái sự kiện thứ hai là liên quan đến cô kỹ nữ bị nhóm ngoại đạo thuê rồi giết, rồi chôn ở trong chùa Kỳ Viên, đổ lỗi cho Đức Phật là ở cô kỹ nữ đó, ở cô kỹ nữ đó, rồi xong rồi giết cô kỹ nữ đó. Đó là đó là một, cũng là hai sự kiện nổi bật đó. Và cuối cùng là tại chùa Kỳ Viên này nè, là Đức Phật đã nhập ở nhập hạ 19 hạ đây. Đó là sư Vương vừa mới giới thiệu cho quý vị biết được ở những cái dự kiện ở chùa Kỳ Viên, để mai này cho quý vị có đi hành hương ha. Hành hương quý vị hiểu rõ được, có để có mình có cái tâm hoan hỷ và mình hiểu được những cái dự kiện ở trong kinh điển, có trong bài kinh nó có lý do hết, chứ phải có lý do đâu quý vị. Để tạo cái tiền đề cho mình, mình bất sau này mình nghiên cứu bất cứ cái gì thì cái địa điểm nào mình phải ghi nhớ, để khi mình đi hành hương mình nhớ địa điểm này để Phật thuyết bài kinh nào, thì mình tạo được hoan hỷ mình để làm cái nền tảng mình tăng trưởng thiện pháp cho mình. Rồi kế tiếp là vườn ông cấp cô độc ở đây á, ông cấp cô độc ở đây là mình phải hiểu là ổng là cấp cô độc, tức là cái biệt danh của ổng, thưa vị. Cấp cô độc tức là ổng là người chuyên, là người giống như bây giờ mình gọi là mạnh thường quân vậy đó, giống như là cung cấp những đồ ăn thức uống rồi quần áo vải vóc đó, cho những người mà vô gia cư, hay là gọi là những người cơ nhở đó, trẻ em, cho em mồ côi rồi đó. Ổng là người chuyên giúp những người đó cho nên gọi cấp cô độc. Còn cái tên thật của ổng á gọi là ông Xú Đá Tá. Tên thật ổng là Xú Đá Tá nha, cho nên quý vị phải nắm rõ điều này. Lúc bấy giờ thì tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo. Để sư nói về ngài Sariputta cho quý vị hiểu. Ngài Sariputta là đại đệ tử về đệ nhất trí tuệ, nhưng mà đôi khi chúng ta có thể hiểu lầm ở đây, chắc là ngài Sariputta là tên cái của ngài, nhưng mà thật sự là không phải, thưa quý vị. Tên đúng của ngài á là Upatissa. Lúc mà ngài chưa biết đến Đức Phật, ngài chưa xuất gia thành một vị tỳ kheo trong giáo pháp Phật, thì tên đạo sĩ của ngài là ngài Upatissa nha. Nếu mà nó tên đúng là Upatissa. Còn việc vậy bây giờ chúng ta có hỏi, ủa vậy nếu mà sư nói vậy là cái ý nghĩa tên Sariputta là gì? Cái này giống như biệt hiệu, thưa quý vị. Sariputta, Putta tức là con, nghĩa là con bà Sari. Giống như ở ngoài đời mình không có kêu cái thằng đó là thằng Phát hay thằng Thanh gì, dân mình kêu là con của ông Tèo hay con của ông Tí đó, như tương tự như vậy đó. Thì lúc bấy giờ tôn giả Sariputta mới gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo, và các tỳ kheo vâng đáp tôn giả Sariputta, và ngài Sariputta mới nói là nói hai lần chánh chi kiến được gọi là như vậy. Chư hiền cho đến như thế nào thì một đệ tử có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Ngay cả cái điều này nè, quý vị cũng phải đọc kinh, nó phải cân nhắc từng lời từng câu kinh. Ngay cả cái giống như trong đây đi, ngài Xá Lợi Phất ngài có nhắc hai lần chánh chi kiến, tức là chúng ta phải hiểu là đây nhấn mạnh, thưa quý vị, đây là yếu tố nhấn mạnh cái việc tầm quan trọng của cái bài pháp, của cái lời truyền đạt của ngài.
Quý vị phải hiểu như vậy, chứ không phải đơn giản mà ngài nói chánh chi kiến, chánh chi kiến hai lần đâu nha. Cái tầm quan trọng á, của nhấn mạnh hay là như thế nào thì sư sẽ đi sâu vào bài kinh xa bài kinh để thích cho quý vị hiểu. Thì khi đó với câu hỏi này nè, ngài mới hỏi là như thế nào mà được gọi là có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối thành tựu điều pháp này. Ngay cả cách hỏi về cách hỏi ngài Sa Di Phật cũng chứa đựng ẩn dụ rất là nhiều, chứ không phải đơn thuần là chỉ là hỏi thôi quý vị. Nếu mà chúng ta không có các bạn chú giải, chúng ta không hiểu được, tại sao mà nhân viên gì mà ngài lại hỏi, mà sao tại sao ngài lại hỏi cách đó, tại sao ngài hỏi cách đó nữa, mà không hỏi một cách khác, thì xin thưa quý vị, trong chú giải có nói là như vậy nè, là chư Phật ba đời á mà thuyết pháp á, khi mà hỏi á, thường thường có năm cách hỏi, cách hỏi thứ nhất á là hỏi để biết điều chưa biết. Cách hỏi thứ hai á, là hỏi để hiểu thêm điều đã biết. Thứ ba là hỏi để dứt bỏ hoài nghi. Thứ tư là hỏi để người trả lời xác nhận ý kiến của mình. Và cuối cùng thứ năm á, là hỏi với ý nghĩ là nếu người được hỏi không biết thì mình sẽ trả lời. Thì Đại Đức Sariputta, ngài Sariputta đó, thì ngài hỏi chư tỳ kheo từ xa đến đó, là hỏi cách thứ năm, tức là hỏi với ý nghĩ là nếu người được hỏi không biết thì mình sẽ trả lời. Đó quý vị thấy ý nghĩa sâu xa ghê không? Ngay cả trong một cái câu hỏi thôi nó cũng chứa đựng ẩn dụ rất là nhiều. Nếu mà mình không xem các bản chú giải đó, thì mình không hiểu được, mình nghĩ chắc ngài Sariputta hỏi đây chỉ là đơn thuần thôi, đơn thuần chỉ hỏi thôi chứ không có gì. Rồi sư sẽ giải thích tại sao mà ngài lại nhấn mạnh cái từ mà chánh kiến hai lần. Thì trong chú giải có nói là trường hợp á, nhấn mạnh này nè, là nói về chánh chi kiến á, người hiểu cũng có, người không hiểu cũng có, người ngoài Phật giáo cũng có, người trong Phật giáo cũng có, có thể nghe theo lời truyền miệng cũng có, hoặc kinh nghiệm thực chứng của mình cũng có. Cho nên trưởng lão Sariputta dựa vào phần lớn câu hỏi của mình để lặp lại hai lần. Đó là nguyên nhân mà ngài Sariputta ngài hỏi hai lần nó như vậy. Quý vị biết khi mà xem chú giải mới thấy được hiểu ý nghĩa sâu xa, chứ không có đơn giản mà ngài lại nhấn mạnh hai lần. Thứ nhất là ngoài tạo cái sự ấn tượng của người nghe, để người nghe có sự chú tâm vô. Ví dụ bây giờ đây cũng một cái câu nói sư đi, mà sư nói vậy à, quý vị ơi, quý vị nghe sư nói điều này quan trọng nha. Rồi sư lại nói à, quý vị hãy chú tâm nha, nghe điều này sư sẽ nói chậm rãi để cho quý vị nắm được. Nó lại là một cái cảm thán, nó lại khác, quý vị nắm được mà. Đó, cho nên là cái ý nghĩa mà ngài nói hai lần như vậy để cho nhấn mạnh cái việc mà ngài chuẩn bị diễn đạt và để cho chư tỳ kheo có sự chú tâm lắng tâm nghe để chi, nghe để học hành và thành tựu. Nên điểm quan trọng như vậy. Cho nên cái việc lặp lại hai lần á, này hiện giả chánh chi kiến á, được gọi là như vậy. Đây chính là điểm mong muốn đối với những vị khác. Đối với những vị khác á, thì chỉ nói là cái từ đó là chỉ nói một lần thôi. Thì tiếp theo bài kinh đó, trưởng lão ngài Sariputta ngài mới đã hỏi như vậy nè: với bao nhiêu lý do này hiện giả bậc thánh đệ tử được gọi là có chánh chi kiến? Như vậy tức là ý nghĩa đặc tính của chánh chi kiến. Thì cái đoạn này sư sẽ tóm tắt quý vị nha, đọc qua để khó hiểu, nhưng mà đại loại như vậy. Đại loại như là ngài Sariputta ngài hỏi là với bao nhiêu lý do này thì bậc thánh đệ tử được gọi là chánh chi kiến, tức là ngài đang hỏi về cái ý nghĩa và cái đặc tính đó để nhận diện được đó là chánh chi kiến. Đó, cái chính là như vậy đó. Giống như ta hỏi, giống như bây giờ mây này mình học xong đi, cái có người nhà mời hỏi mình đi, tôi nghe bạn nói là bạn vừa học xong bài kinh chánh kiến, vậy bây giờ bạn nói tóm tắt cho tôi, tóm tắt giúp tôi thôi, không cần nói cao siêu, tại tôi không có thời gian, bạn nói giúp tôi là cái chánh kiến nó có ý nghĩa, có đặc tính như thế nào để nắm được. Thì ít nhất nha,
mình chỉ cần nắm được giùm sư cái này thôi là mình đã thành công rồi, không cần cao siêu. Sư sẽ đọc chậm rãi để quý vị nắm được, quý vị ghi nha. Tóm lại, ý nghĩa của chánh tri kiến là: thứ nhất là do tu tập trí thấy được tam tướng, là cái thứ nhất. Cái tam tướng mà mình mở ngoặt ra là thấy được vô thường, khổ não, vô ngã. Đó, tam tướng là như vậy. Cái thứ hai là hiểu rõ nhân duyên của pháp hữu vi. Cái thứ ba là đối trị với tà kiến. Cái thứ tư là thấy và hiểu rõ niết bàn. Mở ngoặt cho sư là sự diệt khổ. Rồi ghi thêm cho sư, tiếp luôn nghe, tiếp luôn là diệt đế cho dễ hiểu, tức là diệt đế đó. Thì ngài Bố Thát Cụ Xá, ngài có giải thích khía cạnh thực tính của chánh kiến là gì. Thứ nhất, quý vị ghi điểm này nè, thứ nhất là trạng thái. Thứ nhất là trạng thái là thấy đúng. Thứ nhất là trạng thái của chánh kiến là thấy đúng. Thứ hai là phận sự, là hiểu biết rõ ràng. Cái thứ ba là thành tựu, là diệt trừ bóng tối vô minh. Rồi vậy ha, có nghĩa là may này mình học xong bài này ha. Ít nhất sư gọi được ít nhất nha. Ít nhất là có ai hỏi mình một cách bắn tắt, hỏi là vậy cho tôi hỏi là ý nghĩa với đặc tính của chánh tri kiến là cái gì, thì mình trả lời đó giúp sư như vậy thôi, là đã dung là đối sư vậy là giỏi. Tóm lại, những ý nghĩa chánh kiến là do tu tập trí thấy được tâm tướng, hiểu rõ nhân duyên của pháp hữu vi, đối trị với tà kiến, thấy và hiểu rõ niết bàn, sự diệt khổ. Trạng thái là thấy đúng, phần sự là hiểu biết rõ ràng, và thành tựu là diệt trừ bóng tối vô minh. Ở đây thì sư giải thích thêm cái gọi là hiểu rõ nhân duyên pháp hữu vi nha. Pháp hữu vi là bao gồm tâm sở và sắc pháp đó. Đây chỉ nói thêm thôi cho quý vị hiểu thôi. Còn niết bàn là chân đế vô vi nha quý vị. Niết bàn là chân đế vô vi nha, tại vì nó vượt qua ấy mà, nó vượt qua qua sự chi phối sinh tử luân hồi, nó vượt qua pháp, những cái pháp mà hiệp thế mà, cho nên nó gọi là niết bàn á, gọi là chân đế vô vi, đó như vậy. Rồi kế tiếp á là các vị tỳ kheo mới hỏi ngài Sariputta là: chúng tôi từ xa đến để hiểu được ý nghĩa của lời nói ấy từ tôn giả Sariputta, thật lành thay. Nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy, sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vân hiền giả, các tỳ kheo vân đáp: Tôn giả Sariputta nói như sau. Thì ở đây ngài Sariputta ngài nói là: chư hiền, thánh đệ tử tuệ chi được bất thiện và tuệ chi được căn bổ bất thiện. Ở đây có từ tuệ chi, thưa quý vị. Cái từ tuệ chi, đó là cái từ mà chúng ta phải cần tìm hiểu để chúng ta hiểu tuệ chi là như thế nào. Tại vì nếu mình suy diễn, mình không có nghiên cứu về chú giải thì mình suy diễn là tuệ chi là chắc là hiểu biết thế này thế kia, hiểu biết bậc thánh, hiểu biết phàm phu này nọ, mình sẽ không hiểu trọn vẹn được. Cái từ tuệ chi, thưa quý vị, là khi mà nói về từ tuệ chi á, tức là ở trong chú giải có nói á, là nghĩa là biết rõ bất thiện, là thấu rõ 10 bất thiện nghiệp đạo rằng đây là khổ, với sở dụng trí. Sở dụng trí ở đây tức là từ Bali, tức là kích chá nha ná, tức là đang nói về pháp hành, thưa quý vị. Pháp hành đó. Khi mà nói về từ kích chá nha ná này, nó lại liên quan đến kinh chỉ pháp luân, đó là pháp học, có nghĩa là học để biết về tứ đế. Rồi hành là hành để biết rõ về tứ đế, và cuối cùng là pháp thành, là thành tựu về tứ đế, là biết rõ tứ đế. Thì ở đây cái từ tuệ chi nó nằm trong cái ý nghĩa là hành, có nghĩa là mình biết về tứ đế và mình thực để mà thực hành đó. Ở trong chú giải có ghi vậy đó, giải ghi là tuệ chi bất thiện, nghĩa là biết rõ bất thiện, là thấu rõ 10 bất thiện nghiệp đạo, đây là khổ, với sử dụng trí. Đó là từ tuệ chi ha. Đó, quý vị nắm được từ tuệ chi ha. Tuệ chi về chánh tri kiến, thì chánh tri kiến, thưa quý vị, ở trong chú giải có nói là
có hai loại. Ngoài cái việc mà bữa nãy sư có đưa cái khái niệm và ý nghĩa chính ý kiến cho quý vị, để quý vị, để có ai hỏi quý vị có thể trả lời một cách vắn tắt, hay là bản thân mình hiểu cách vắn tắt, thì đây là mình hiểu sâu rồi nha, hiểu sâu về cái chánh tri kiến này. Nói về chánh tri kiến thì có hai loại, đó là chánh tri kiến hiểu về hiện thế và về siêu thế. Thì trong chú giải có nói là ở đây người có chánh tri kiến là người thành tựu tri kiến cả tốt đẹp, cả tốt đẹp lẫn cao thượng. Lại nữa, khi nào chánh tri kiến sử dụng trong pháp thì khi ấy hiểu ý nghĩa từ đó nên thế này, tri kiến tốt đẹp hay là tri kiến cao thượng. Gọi là chánh tri kiến vì chánh tri kiến này có hai loại chánh tri kiến hiện thế và chánh tri kiến siêu thế. Đó, hai cái điểm chính mình phải nhấn mạnh đây nha. Khi mình đào sâu vô thì mình phải biết là chánh tri kiến có hai loại, đó là hiện thế với siêu thế. Vậy bây giờ chúng ta có hỏi, ô bạn bạch sư, vậy chánh tri kiến hiện thế như sư nói là như thế nào, và chánh tri kiến về siêu thế là như thế nào? Chúng ta sẽ đi về chánh tri kiến hiện thế trước ha. Chánh tri kiến hiện thế là trí tuệ hiểu biết về nghiệp của riêng mình và trí thuận dòng để tổ ngộ thánh đế, hoặc nói ngắn gọn là tất cả những trí liên quan đến lậu hoặc, gọi là chánh tri kiến về hiện thế. Đó là chánh tri kiến hiện thế. Rồi chúng dò vò rồi quý vị mới hỏi sư tiếp, ủa vậy cho con hỏi gì cái chánh tri kiến mà siêu thế anh sư nói như thế nào? Đó, chánh tri kiến siêu thế này nó lại đơn giản nữa, quý vị chỉ cần nắm được gì thôi. Cái trí tuệ mà hợp với thánh đạo thánh quả thì gọi là chánh kiến, chánh tri kiến siêu thế. Có nghĩa là khi mà từ phàm phu mà chúng ta thành tựu thánh đạo thánh quả, giống như gọi là thấp nhất đi là bậc dự lưu, tức là thánh đạo dự lưu, thánh quả dự lưu đó, có nghĩa là tầng thánh mà thấp nhất á, thì khi đó gọi là có được cái chánh kiến siêu thế, quý vị. Nghĩa là phải từ thánh lên nha, từ thánh lên, từ thánh trở lên, từ thánh dự lưu trở lên thì mới gọi là chánh kiến siêu thế đó. Còn ngược lại, quý vị chỉ cần hiểu ngược lại thôi, chưa đạt được thánh thì chỉ nằm ở mức gọi là chánh kiến hiện thế thôi. Đó là cái công thức mà để mình dễ hiểu. Ai hỏi mình đó, ai hỏi mình là tôi nghe nói là chánh kiến là có hai loại, hiện thế siêu thế, gì hiện thế là nào, siêu thế nào, thì mình có thể trả lời ngược là chánh kiến siêu thế tức là người đã đắc đạo đắc quả, ít nhất là bậc dự lưu. Còn cái người mà có chánh kiến hiện thế là người chưa đắc, như vậy thôi. Mình hiểu nói như vậy cũng đúng chứ, không hiểu không, cái này nói ngắn gọn cho đúng đó. Còn nếu mà nói mà rõ hơn thì mình nói là chánh kiến siêu thế tức là trí tuệ hiểu biết về nghiệp của riêng mình và trí thuận dòng để tỏ ngộ chân lý tứ thánh đế, hoặc nói ngắn gọn là tất cả trí tuệ liên quan đến lậu hoặc. Tất cả trí tuệ liên quan đến lậu hoặc là nghĩa là còn bị chi phối bởi những lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây là gì thưa vị? Lậu thì cái rò rỉ đó, hoặc là những cái phiền não thưa vị, những cái phần rò rỉ của phiền não còn bị chi phối bởi phiền não. Lậu hoặc mình hiểu như vậy đó, chứ nghe chính kiến hiện thế là còn bị chi phối những cái phiền não. Rồi lại nữa, kế tiếp nè, khi mà nói về chánh tri kiến thì có ba hạng người. Nãy sư có nói vị rồi đúng không? Có nghĩa là một hạng thánh với một hạng thường. Nhưng mà khi mà nhắc về cái hạng thánh thì mình rõ rồi. Thì ở đây trong chú giải có nói là có ba hạng người có chánh tri kiến, là ba hạng người như thế nào? Thứ nhất là phàm phu, thứ hai là bậc hữu học, thứ ba là bậc vô học. Thì cái hạng người đầu tiên, phàm phu, thì bị hiểu rõ ha. Phàm phu có nghĩa là còn phải bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, còn những cái phiền não dày đặc. Còn ở đây thứ hai nói là đề cập là bậc hữu học. Bậc hữu học thì có nhiều vị sẽ hỏi, ủa bậc hữu học là sao sư? Hữu là có, học có nghĩa là còn học. Tại sao còn học? Những bậc nào còn học là giống như là bậc dự lưu, chỉ là đoạn phần ba kiết sử thôi, tức là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Cho nên phải còn học nữa để diệt được trừ những phiền não thôi quý vị, đúng không? Còn bậc mà tư đề hàm á thì tâm tham và sân á, phần tham phần sân á thì nó giảm nhẹ.
Còn bậc Anaham á, tức là bậc thánh thứ ba, thì đoạn trừ hoàn toàn tâm sân, và chỉ còn ái, ái nhưng mà là ái ái sanh về phạm thiên, quý vị, ái hữu sắc sanh về phạm thiên đó. Cho nên là phải, tại sao phải còn còn gọi là bậc hữu học, nghĩa là bậc thánh phải còn học để hướng đến vô tham, vô sân, vô si, hướng đến đoạn trừ tất cả các phiền não đó. Cho nên là gọi là bậc hữu học là còn gì đó, hữu học nghĩa là còn học để diệt trừ phiền não cho đến đạt đến bậc A-la-hán là vô tham, vô sân, vô si, không có còn chi phối bởi tham sân si nữa, không còn học nữa, tại vì giờ phiền não đâu còn, đâu cần học đó. Như vậy đó là sư giải thích cái từ bậc hữu học cho vị đó. Thứ ba là bậc vô học thì vị rõ ha. Thì có ba hạng người của chánh ý kiến: thứ nhất là hạng phạm phu, thứ hai là bậc hữu học, thứ ba là bậc vô học. Ở đây thì bậc hạng phạm phu có hai hạng, lại có hai hạng nữa là hạng người ngoài Phật giáo và hạng người trong Phật giáo. Thì trong chú giải có nói là hai hạng người này, thì hạng người mà ngoài Phật giáo là ít nhất nha, sư gọi là người ít nhất nha, đề cập trong bài kinh này là người ngoài Phật giáo nhưng mà phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp, gọi là hạng người có chánh tri kiến, có nghĩa là thấy biết rằng mọi chúng sanh đều có nghiệp của riêng mình. Ở trong hoàn cảnh này, bài kinh này chấp nhận được người ngoài Phật giáo có chánh tri kiến, với điều kiện người đó phải tin nghiệp và quả của nghiệp thì mới được chấp nhận trong bài kinh này. Còn nếu cái người đó là người ngoài Phật giáo nhưng mà không tin vào nghiệp quả của nghiệp, hay là có cái tư tưởng, mà gần đây sư có xem một clip mà có một người giảng, có một cái vị mà nó giảng trước hội chúng rất là đông, là nói là chúng ta phải sống trọn kiếp này tại không có kiếp sau nữa, chúng ta phải sống trọn kiếp này thôi chứ không có nhân quả. Tại có người đặt câu hỏi là dạ bạch thầy, cho con hỏi là bên Phật giáo là có nói thuyết nhân quả, vậy bên mình có nhân quả không? Thì bị đó nói không có nhân quả, thuyết nhân quả không phù hợp, phải sống trọn kiếp này, phải ngay trong kiếp này thôi, đi lên đi xuống thôi chứ không còn kiếp, không còn kiếp sau. Thì cái những cái người mà có tư tưởng như vậy, thưa quý vị, mặc dù họ ngoài Phật giáo nhưng mà họ không được chấp nhận trong hoàn cảnh này nha, tại vì họ không tin vào nghiệp quả của nghiệp, họ đã rơi vào cái một cái loại gọi là đoạn kiến, tạc kiến cố định, nó rất là nguy hiểm đó. Cho nên là ở đây quý vị phải hiểu là cái hạng người mà được chấp nhận, nghe là hạng người ngoài Phật giáo mà được chấp nhận gọi là chánh kiến, thì người đó ít nhất là phải có cái niềm tin vào nghiệp quả của nghiệp, rất quan trọng. Cái sự kiện này cũng liên quan đến trong tăng luật, thưa quý vị, là giống như trong tăng luật các Đức Phật thì có nói với Ngài Đa Đa như vậy, là thường thường nếu mà ngoại đạo mà đi, một người ngoại đạo mà đi đến giáo pháp của Đức Thế Tôn mà xin xuất gia thì phải biệt chú 4 tháng. Phải biệt chú 4 tháng mục đích đem chi? Mục đích để kiểm tra tri kiến của người đó, để xem người đó có chân ký chính trực chưa, rồi sau đó mới cho xuất gia. Thì nhưng mà Đức Tôn ngài nói là nhưng mà có hai trường hợp này được đặt cách. Đấy, thứ nhất là ai? Thứ nhất là dòng họ sắc Thích Ca, là không có cần ngài được miễn, không có cho biệt chú. Cái thứ hai là ai? Thứ hai là những đạo sĩ thờ lửa. Thì anh đã mới hỏi vậy, tại sao là những đạo sĩ thờ lửa lại không bị biệt chú thưa ngài? Đức Tôn nói là do những người này nè, họ thờ lửa thiệt nhưng mà họ vẫn có cái niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, cho nên họ không phải biệt chú 4 tháng đó. Thì Di Đà sư kể cái vấn đề nhân tâm lực để cho quý vị hiểu đó. Cái hạng phàm phu mặc dù ngoài Phật giáo thật nhưng nếu họ có niềm tin nhân quả thì được chấp nhận trong bài kinh này. Còn nếu phàm phu mà không có niềm tin nhân quả và đoạn kiến, thì vậy đoạn kiến là nghĩ là cái kiếp này là hết, cho nên là thôi bây giờ mình cứ thỏa sức đi, mình sống theo cái bản năng của mình, muốn làm gì làm, muốn ăn chơi, muốn đập phá gì đó, muốn làm gì làm, thì cái đó là không chấp nhận trong đây nha. Rồi cái hạng người thứ hai, phàm phu thứ hai, là đối với hạng người trong Phật giáo là hạng người có chánh tri kiến. Là thứ nhất là hạng người này cao cấp hơn, tại vì thứ nhất trong Phật giáo phải cao cấp hơn mà. Cái nghĩa là ngoài việc tin vào nghiệp quả của nghiệp thì cái người này phải hiểu về lý tứ thánh đế, thưa vị, phải hiểu về lý tứ thánh đế nữa đó. Cái hạng phàm phu trong Phật giáo đó, là phải hiểu về lý, ngoài việc mà có niềm tin vào nghiệp quả của nghiệp, và phải có cái niềm hiểu, sự hiểu biết về giáo lý tứ thánh đế mà chư Phật ba đời đã thuyết giảng. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao sư nhấn mạnh lý tứ thánh đế là như vậy nè? Tại vì khi cách đây hồi trước xưa, hồi còn sư mới tu, có một vị
có hai vị Phật tử đó mới hỏi sư. Và bạch sư cho con hỏi là trong Phật giáo mình có nói về giác ngộ đúng không ạ? Sư kêu đúng rồi. Con thấy bên những tôn giáo khác cũng có nói về giác ngộ. Vậy thì họ giác ngộ không sư? Sư nói họ giác ngộ chứ. Cái họ vẫn giác ngộ chứ. Cái sư mới cái họ mới thắc mắc hỏi, ủa sao sư nếu mà nói vậy giờ đồng đều nhau chứ đâu ai cũng như nhau. Sư kêu không phải. Cái giác ngộ đây là một cái từ tục đế thôi. Cái từ tục đế để mượn thôi. Thì sư mới ví dụ cái từ giác ngộ anh cũng hiểu giống như là giống như mà những cái nước châu Phi đi, giống như mấy cái nước mà châu Phi mà cái phát triển đi, giống như cái nước mà sử dụng như nước châu Phi có cái nước gọi là nước Gabon đi, đúng không? Thì cái chương trình đào tạo dụng của họ, họ cũng có đào tạo tiến sĩ, đúng không ạ? Họ cũng có đào tạo tiến sĩ đó. Rồi bên Đức á, cũng có tiến sĩ, hay bên Mỹ cũng có tiến sĩ. Vậy thì á, một ông tiến sĩ á, mà ở nước châu Phi Gabon á, so với ông tiến sĩ á, của Đức hay tiến sĩ của Mỹ á, mặc dù mà mang danh tiến sĩ á, thì cái trình độ học vấn hay là cái chuyên môn á, họ như thế nào? Thì lúc đó sư nói như vậy anh hiểu được, à con hiểu rồi. Có nghĩa là họ vẫn lấy tiêu chuẩn là giác ngộ, nhưng mà cái sự giác ngộ, cái sự tiêu chuẩn riêng của họ thì nó là khác nhau. Thì sư nói đúng rồi. Thì bởi vậy những tôn giáo khác họ vẫn nói là giác ngộ, nhưng mà cái giác ngộ của trong Tam Đại Kinh Điển Pali, tức là nói về giác ngộ lý tứ thánh đế, vì hiểu không? Đối với một tôn giáo nào đó có thể là đối với họ là làm việc thiện, làm việc thiện trọn đời, làm từ thiện cho chúng sanh, giúp đời giúp người, như vậy đó là giác ngộ. Hay là hy sinh tính mạng chúng sanh đó, cái vị tha, đó là sự giác ngộ. Nhưng mà khi mà nói giác ngộ ở trong Phật giáo chúng ta, trong Tam Đại Kinh Điển Pali, là khi nói giác ngộ, quý vị phải nhớ rõ nha, ai hỏi mình là Đức Phật giác ngộ gì, mình phải trả lời được là giác ngộ lý tứ thánh đế, điều đó quan trọng đó. Chứ không phải mình nói Đức Phật giác ngộ gì cứ mình mơ màng màng, mình nói giác ngộ giới định tuệ này nọ kia thì nó không đúng. Nó không đúng, giới định tuệ là chỉ nằm trong tứ thánh đế thôi đó, cho nên quý vị phải nhớ rõ điều này đó. Cho nên là cái hạng người thứ hai là hạng người mà trong Phật giáo ngoài việc tin việc nghiệp quả của nghiệp thì cao cấp hơn là biết rõ lý tứ thánh đế rồi. Rồi bậc hữu học thì sư cũng có nói ha, hữu học thì là bậc thánh hữu học hồi nãy sư nói đó, chứ vị đó là còn phải học, còn phải học để đoạn trừ phiền não theo các chi phần để tương tự để đạt đến vô tham vô sân vô si. Xin thưa quý vị, cái có một câu hỏi rất là hay là cái gì khác nhau giữa chánh chi kiến và chánh kiến thưa quý vị? Thật sự khi mà nếu mà chúng ta đọc bởi vậy khi câu hỏi này rất là hay, tại sao sư lại nói hay là như vậy nè? Nếu mà chúng ta nghiên cứu Phật pháp mà chúng ta không có nghiên cứu về Pali á, thì nó dễ, rất là dễ rối. Bởi vì giống như tại sao chánh chi kiến lại nó khác nhau, với chánh kiến là khác nhau hay giống nhau? Nếu mà đối chiếu từ Pali thì quý vị, từ Pali đầu tiên đầu bài kinh quý vị đã thấy đó. Bài kinh này là gì? Samadhi. Cái Samadhi này là đúng thật sự là dịch là chánh kiến hay là chánh chi kiến gì nó cũng là một thứ vị. Nhưng mà tại sao ở trong hoàn cảnh này ngài Minh Châu lại dịch chánh chi kiến? Có nghĩa là chánh chi kiến là để mô tả cái sự hiểu biết hoàn hảo ở ba thời. Có nghĩa là đoạn đầu giáo pháp toàn Thế Tôn toàn hảo, đoạn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Và chính vì mà dịch từ chánh chi kiến để cho mình hiểu được là cái sự hiểu biết chánh kiến này nè, từ mà chánh kiến siêu thế, từ thưa vị xin lỗi vị, là từ chánh kiến hiện thế đến chánh kiến siêu thế, và từ cái bậc mà phàm phu có hai loại nãy sư nói đó, đúng không? Rồi tới bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học có nghĩa là dùng từ mà chánh kiến, nghĩa là cái sự hiểu biết rõ ràng, có nghĩa là ý nghĩa là Minh Châu á, ngài dùng cái từ mà mặc dù là chánh kiến cũng đúng thôi, nhưng mà để cho cái nhấn mạnh là để mình hiểu rõ hơn, thì ngài dùng cái ba từ này là sự hiểu biết, nghĩa chánh kiến là sự hiểu biết rõ ràng thưa quý vị, để nhấn mạnh đó, để mình biết là trong bài kinh này ngài Siddhartha ngài muốn nói về khía cạnh chánh kiến mà từ một người phàm phu không phải trong Phật giáo, rồi trong Phật giáo, rồi đến bậc thánh hữu học, rồi đến bậc thánh vô học. Đó cái nguyên nhân mà tại sao có sự khác biệt giữa tại sao ở đây không dùng chánh chi kiến mà dùng chánh kiến gì nữa, chẳng qua là dùng cái chánh chi kiến để cho hiểu cái tầm mức quan trọng thôi, tầm mức quan trọng của bài kinh, để hiểu mình hiểu tỏ tường thôi, là cái sự giảng giải
giảng giải trong bài kinh này nó không đơn thuần là, nếu mà chánh kiến thì nó thường quá, mà thì dùng chánh chi kiến thì nó nhấn mạnh để mình hiểu là từ đầu đến cuối tại sao bài kinh này sự nhấn mạnh là bài kinh mà nó thâm thâm vi diệu là như vậy, mục đích là khác nhau vậy, nhưng mà về tính chất là một, vì hiểu mà. Còn nếu mà nói chánh kiến đôi khi có thể là một số người là hiểu lầm, là nghĩ về chánh kiến chỉ là đơn thuần là cái chánh kiến trong Bát Chánh Đạo thôi, nó có phạm vi mà hẹp hơn thôi. Còn ở đây là cái chữ chánh chi kiến ở đây nè, Samadhi này nè, mà dịch ra chánh kiến á, Samadhi ở đây dịch ra chánh kiến á, thì cái sự hiểu biết nó bao quát, nó rộng rất là nhiều thứ vậy. Đó là cái sự khác biệt. Kính thưa quý vị, cái bài kinh đó thì do nó thật sự do cái sự sâu sắc á, dự sâu xa nó quá là ấy đi, nếu mà sâu xa nó quá là thâm thâm vi diệu đi, sư thì sư muốn là hôm nay sẽ đi với quý vị đi đến cho đến cái phần mà giải quyết cái phần mà bất thiện nghiệp đạo đó, mà do thời hạn có lượng á, thời gian thưa quý vị nó có thời lượng á, cho nên quý vị cũng hoan hỷ ha, là thời gian cũng hợp lẽ, cho nên là chắc chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải dừng ở đây thôi. Tại vì đến cái phần mà bất thiện đạo quý vị, riêng cái phần sắc sanh nha, xin nói rõ quý vị nha, để sư đại loại như sư sẽ giới thiệu sơ sơ quý vị để biết về cái giới sắc sanh, chỉ giới thiệu sơ sơ thôi, thì mong là cái buổi giảng sau sẽ có lẽ để Đức Hành Tuệ sẽ giảng rõ quý vị hơn. Tại vì bài kinh này á, xin nói thật là nếu mà giảng một cách mà nó ngắn gọn thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó không thể hiện cái sự sâu sắc, cái sự trí tuệ của ngài Sariputta và trí tuệ của chư Phật ba đời, thưa quý vị. Cái bà riêng cái giới sắc sanh là để sư nói rõ, nói sơ sơ quý vị để mình hình dung được, biết được cái sự sâu sắc, chứ không phải đơn giản. Giống như sắc sanh nói là gì, chúng sanh thế nào mà gọi là sắc sanh, thì nó phải hội tụ năm cái chi pháp để cấu thành cái giới sắc sanh. Là cái gì? Thứ nhất là chúng sanh đã có sanh mạng. Thứ hai là biết rõ chúng sanh có sanh mạng. Thứ ba là tâm nghĩ giết hại chúng sanh. Thứ tư là cố gắng giết hại chúng sanh. Và thứ năm là chúng sanh ấy chết do sự cố gắng. Đó năm chi pháp này. Thì thường thường chúng ta học thì đảm bảo trong lớp mình là ai đa phần cũng sẽ nắm được năm cái chi pháp này hết. Khi mà nói ra nói chi pháp nó dễ, nhưng mà bây giờ là xin có các câu hỏi cho quý vị thôi. Một người cầm cái cung lên, tắc ý bắn con gà mà vô tình cái cung đó bắn chết con vịt, vậy thì người đó có phạm giới sắc sanh không? Là cái thứ nhất nha, đây sư chỉ giới thiệu thôi để bài học sắp tới thôi. Cái thứ hai, để quý vị thấy là Phật pháp đó rất là Phật thâm vi diệu, chứ không phải đơn thuần mình học năm chi pháp sắc sanh thì cái mình dựa vào đó là cái mình nghĩ là học xong, phải không? Cái thứ hai là trường hợp thứ hai nè, là một người A với cái tâm đắc tâm là đại loại như là dùng súng á, là bắn, tao sẽ bắn mày chết đó, ta ý sẽ bắn mày chết nha đó, nhưng mà rồi bắn cái người đó nghĩ là người đó chết rồi, nghĩ là cái người đó sẽ chết rồi, thì cái người A nó bỏ đi, nhưng mà rồi cái người B này á thời điểm đó lại không chết. Rồi đặt câu hỏi đặt ra thì cái người A nó phạm giới sanh không? Rồi, chưa nghe, chưa dừng đó, giữ đó, chỉ giữ kiện đó. Thì một thời gian sau rất là lâu, thì cái người B đó có nghĩa là bị thương, người B đó chết. Thì bác sĩ giám định là nguyên nhân chính là do cái nội thương mà cái vết đạn để lại, thì cái người A đó phạm giới sanh không? Rồi cái tiếp nha. Thì thấy tại sao lại sư, mặc dù sư chưa giải thích phần này, nhưng mà sư lại nói để cho quý vị hiểu được cái sự sâu sắc của giáo pháp đó. Tại sao mà bài kinh này là, mặc dù sư có thể giảng lướt qua rất là nhanh, nhưng mà nếu mà giảng lướt qua thì rất là ổn thưa quý vị, bài kinh là quá hay đi. Rồi cái tiếp là một người tự tử có gọi là sắc sanh không? Cái thứ năm nè, là vi trùng vi khuẩn á, ví dụ mình uống thuốc đi, hay là mình dùng những cái thuốc không mà có thể diệt vi trùng vi khuẩn á, thì có gọi là sát sanh không? Rồi cái thứ hai, ví dụ mà có những người mà uống thuốc mà tránh thai để cho tinh trùng không có gặp noãn á, thì như vậy cái tinh trùng á mà để
không cho tinh trùng nó đến đi với cái noãn á, thì có gọi là sát sanh không? À rồi à, có một cái câu chuyện có thật nha, câu chuyện có thật nào quý vị lắm nha, câu chuyện có thật hoàn toàn 100% nghe nó hơi vô lý, là có một người A, à câu chuyện như vậy, có một cái tay đó làm một cái bẫy, làm một cái bẫy, rắp tâm là cái bẫy này nè, sẽ dưới cái bẫy này sẽ có nhiều người chết ở đây, cái người nhiều người chết dưới cái bẫy này, thì cái tay này á, là thời điểm mà anh ta làm cái bẫy này để rắp tâm giết hại người ta, thì anh ta còn sống, nhưng mà chưa giết được ai hết, chưa giết được ai hết nha. Nhưng mà thời gian sau á, thì anh ta thời gian sau đó thì anh ta chết đi, thì anh ta chết đi rồi á, thì sau thời gian đó thì rất nhiều người chết vì cái bẫy của anh ta. Vậy thì cái anh mà đã chết và tái sanh làm chúng sanh khác nè, thì có phạm giới sát sanh hay không? Đó là những câu hỏi chúng ta có thể những buổi giảng tới là chúng ta sẽ xoáy sâu vào vấn đề này. Thời điểm cũng hợp lẽ rồi, cũng quý vị cũng hoan hỷ ha, tại vì bài kinh này thật sự rất là hay, rất là sâu sắc. Nếu mà bỏ qua những chi tiết này thì rất là tiếc ha. Thì cũng xin kết thúc cái phần chia sẻ pháp của buổi tối ngày hôm nay, cũng ngưỡng mong quý vị sẽ đạt được nhiều lợi ích ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai. Và sư cũng cầu chúc cho bản thân sư và quý vị với tinh thần học pháp, hành pháp và thành tựu pháp, và sớm nhất ngày chứng ngộ đoạn tận khổ u, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy.